la 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 la. Olaf đang trông em bé Elsa. Thấy sao nè cục cưng? Muốn chơi hình khối chứ? Đánh vần tên cưng đi. Rồi mình kể chuyện cổ tích nè. Ngày xưa ngày xưa. Ăn nè. Olaf nè. Ô, ăn nè. Phải, mình đói rồi. Hiểu rồi. Sữa đây nè cưng ơi. Ô, ấm quá đi. Ô, làm sao giảm nhiệt nhỉ? Lalelu giúp mình với, mình cần tủ lạnh. Phát thảo trên tấm bìa cứng. Gắn thành hộp nhỏ nha. Gắn cánh cửa vào. Chia nhỏ ra nha. Gọi mình nè, đêm màu tới rồi nè. Đổ ra dính trên người kìa. Thank you, my friend. Sơn phần vỏ. Gắn tay cầm nha. Vẽ logo nữa. Tủ lạnh rộng rãi, giúp làm mát đồ uống nè. Elsa, Lalelu tặng đồ cho mình kìa. Để chai vào trong nha. Chỗ này lạnh ghê. Tuyệt, mình làm được rồi. Hết đói nha. Giờ Elsa chỉ uống sữa lạnh mà thôi. Wow, trông bằng con búp bê kìa. Tẩy lông mày cũ đi nè. Lại mất cà rốt à. À, mũi của mình. Đợi xí. Mình lấy quả chuối nha. Ồ, đúng màu vàng này nè. Có màu rồi. Vẽ lông mày màu sáng. Mắt xanh nha. Chấm điểm nhấn nè. Cắt phần đuôi tóc đi. Thay đổi phong cách thôi nào. Tóc trắng. Đẹp đấy. Đừng quên thắt bím nha. Thêm đôi giày đen. Màu đẹp quá đi. Đưa tấm vải vào máy may nè. Áo sơ mi tuyệt đẹp ra đời. Nice. Mặc váy vào thôi. Wow. Trang trí hoa lên chiếc váy nữa nha. Bé cưng của mình đang lớn lên kìa. Anna và Elsa đang chơi đùa trên sân. Mình ăn kem nha. Ngon tuyệt. Giờ chơi hồ bơi đi, đã quá. Em mệt quá à. Chỉ có cách nè. Phép thuật của Elsa mang mùa đông đến sân chơi. Hai chị em bơi trên tuyết kìa. Giờ thì trường trên sân băng mới nữa nha. Chuyện cổ tích mùa đông có thật đấy. Mọi người lạnh chứ? Không hề. Hai chị em chả bao giờ chán cả. Chuẩn bị búp bê mới nha. Lấy thêm màu sơn. Vẽ mắt và lông mi. Ồ, chắc chắn là Elsa đấy. Làm chiếc mũ nè. Nhìn hợp chưa nè. Olaf, Elsa cần mái tóc này. Tạo kiểu tóc hoàn hảo. Ta cần bộ trang phục mới. Phát thảo các mảnh trước nha. Cắt đẹp lắm. Chiếc váy xanh nữa là xong trang phục rồi. Trang trí thêm nè. Elsa lớn thành thiếu nữ rồi. Lại đi học nữa. À, sao Joey dễ thương thế. Chị thích chàng à. Chà, chút thôi. Ôi trời, chàng đến kìa. Chào gái nha. Joey mở tủ đồ rồi kìa. Cậu chàng dễ thương quá đi. Elsa, đừng nhìn chàng nữa mà. Họ đi liền ấy mà. Đi thôi, mình sắp có lớp rồi đó. Ồ, cuối cùng cũng để lại thư tỏ tình được rồi. Rồi trang trí miếng dán khắp tủ đồ của nàng.
Hào hứng ghê. Anna, gì thế này? Nhìn kìa. À, chàng hẹn hò chị đó. Woohoo. Chị phải trông thật đẹp nha. Còn dư cọng dây uống nè. Giao cho mình. Cắt nó ra nha. Gắn tay cầm máy sấy tóc. Gắn thêm nút và vòi phun nha. Làm hộp gói hàng nè. Thục lề tạo lỗ nè. Dùng giấy hồng bọc quanh nha. Sơn màu đen. Chiếc hộp có nắp giúp máy sấy không rơi ra. Phải phong cách lên nào. Hello. Hi. Chào. Em muốn có kiểu tóc mới ạ. Đừng nói. Cứ ngồi xuống đi. Trang điểm búp bê nè. Dùng máy sấy trước. Xong rồi. À, em chả đi đâu được với quả đầu này đâu. Khoa trương quá à. Em muốn đơn giản hơn cơ. Nhưng không phải như vậy. Elsa, tóc chị bị sao vậy? Đáng ra không nên như vậy chứ. Cứ để máy sấy của em cố cánh cho. Đáng yêu quá đi. Sao em làm hay vậy? Máy sấy này giúp tạo kiểu dễ hơn đó. Đi hẹn hò thôi nào. Loại công nghệ tân tiến nào vậy? Joey đang đợi kìa. Chàng đây rồi. À, chị nên làm gì đây? Lấy miếng xốp nha. Vẽ đường viền. Hai miếng nè. Sơn màu xanh lá. Xanh dương. Gắn tấm lưới. Làm cho nó nhìn đẹp hơn để chị em mình mang theo nha. Gắn dây anten nè. Thử mic có nghe không nào? Em nghe đây nè. Đừng lo lắng gì cả. Ô, Joey, xin chào. Elsa, mình có bó hoa này tặng cậu. À, nên làm gì đây, Anna? Cảm ơn đi. À, cảm ơn, chàng đẹp trai. Cùng đi uống cà phê nha. Anna. Ô, bé mèo dễ thương quá. Đứng lại cho chị nửng xíu đi. Đáng yêu quá à. Ô, bộ đàm à. Chơi gián điệp á. Chơi với. Phải làm gì tiếp theo đây, chị bó tay luôn rồi. Đừng lo, đặt củ cà rốt vào mũi chàng đi. Ok. Elsa, cậu ổn chứ? Vâng, tặng cậu món quà này nè. Ơ, cái này, ngộ ghê. Ô không, phải cứu bớt buổi hẹn thôi. Cùng tham gia với cặp đôi nào. Và biến chuyện lạ thành trò đùa nha. Tình huống khó xử được giải quyết êm đẹp. Cậu leo núi lần nào chưa? Anna nhìn nè. Chị luôn mơ ước được leo lên tận trời đấy. Mình thử nha. Ồ, có đo chiều cao kìa. Chị thấp quá rồi. Lalilu giúp mình với, mình muốn lớn lên. Nhìn vào gương đây nè. Hi, xin chào. Tẩy trang nè. Cả lông mày nữa. Vẽ mắt xanh nha. Trang điểm nhẹ nhàng. Thợ chuyên nghiệp làm việc nào. Chà, cậu thích thế này chứ. Amazing. Còn cắt tóc nữa. Màu hồng không được đâu. Tóc mái nè. Biếm tóc sành điệu. Làm tóc là chuyên ngành của họ mà. Giao hàng YouTube. Loại vải hoàn hảo cho trang phục. Chiếc áo lấp lánh tạo điểm nhấn lắm nha. Cắt mảnh nhỏ từ vải xanh nè. May quần ôm nha. Wow, áo khoác dài đây. Đẹp đó, tạo độ chuyển màu nha. Vẽ thêm họa tiết mùa đông nè. Đeo thắt lưng. Trang trí thêm hạt vào phần vai nha. Sáng lấp lánh nè. Giờ quay lại đi. Mang giày vào. Elsa trông hoàn hảo quá đi. Tuyệt, đủ cao rồi nè. Mình có thể làm mọi thứ. Chị ơi, em tin chị. Elsa càng leo càng cao hơn. Chị giỏi quá đi. Có gì thả xuống đây kìa. Anna, ở dưới bị gì vậy? Jack,
Không, Elsa không thể giữ lâu được mà. Ngã vào vòng tay Jack luôn. Cậu an toàn rồi. Đây là tình yêu sao? Để mình bù đắp cho cậu. Mình yêu Tuyết. Kem thì sao? Tất nhiên. Cặp đôi đáng yêu quá đi. Bọc hàng đáng yêu ghê. Tái sử dụng bao bì nhựa nha. Làm nóng lên nè. Đổ sữa chua vào khuôn. Gắn thêm que. Khuôn kem giúp làm tráng miệng dễ hơn nè. Đến lúc chơi đùa rồi. Chào Anna, Olaf, ghé chơi nè. Em đến liền. Đi ngay nè. Phải dọn bàn sớm thôi. Mà họ đâu rồi ta? Ồ, mình thèm kem quá đi. Cứ ăn phần của mình trước. Vẫn còn nhiều mà. Đau bụng quá đi à. Tới rồi nè. Elsa, cậu bị sao vậy? Wow, tội chị quá đi. Hay là có bầu rồi? Đưa chị đến bệnh viện thôi. Mấy đứa hiểu nhầm hết rồi. Cứ đưa cậu đến xe trượt tuyết đi. Anna, đi nhanh hơn đi. Tốc độ tối đa đi. Các bạn lái xe trượt tuyết đến phòng khám ngay luôn. Oh my god. Bác sĩ, mình cần bác sĩ. Trên xe trượt tuyết á. Ngầu đó, điền vào sổ khám bệnh đi. Phức tạp ghê nha. Đi thôi. Đất sét chuẩn bị xong rồi. Vậy giờ chọn màu nào nè? Màu xanh. Trộn lại nha. Ồ, phép màu. Gấp bìa lại. Thêm dòng chữ nữa nha. Có ảnh Elsa nữa kìa. Phép thuật tuyết. Biến ra tờ giấy nè. Gắn thêm tờ giấy nha. Thẻ bệnh nhân đầy rồi. Danh sách bệnh đã xong rồi nè. Bác sĩ, phụ nữ có bầu cần phải khám ngay. Đừng lo cưng à. Siêu âm là thấy mọi thứ thôi ấy mà. Đợi đã, là kem đó hả? Không tin được. Mình bảo rồi, mọi thứ đều ổn mà. Cứ giữ bức ảnh lại đi. Elsa, Elsa, cậu có bầu à? Ừ, lại nữa à. Vẽ viền trên miếng xốp nha. Cắt phần bia mộ. Mài nó. Tạo vết nứt. Sơn lại bằng sơn màu. Dùng thêm súng bắn keo nha. Sơn lại màu xanh nè. Nhìn bia cũ xíu nè. Trang trí với đá xiên. Kem nền đến rồi đây. Đây sẽ là trò đùa huyền thoại đó nha. Nên làm gì đây? Đúng rồi, bày trò đùa các cô gái đi. Tạo lửa đi. Thêm xô tuyết nè. Vài cành cây và củ cà rốt. Hoàn hảo, chả ai nghi ngờ gì nữa. Elsa, chị có thấy Olaf không? Chị cũng đang tìm cậu ấy nè. À, Anna, nhìn kìa, cà rốt của Olaf. Ô không, Olaf tan chảy rồi. Bản thân biến mất, mất tiêu rồi. Trò đùa thành công rồi. Các cô gái dựng bia mộ, tưởng nhớ người bạn tuyết kia. Hô, còn nhớ mình không nè? À, thay ma kìa. Olaf, cậu còn sống à? Nhẹ nhõm ghê. Tụi mình đừng rời xa nhau nữa nha, yêu cậu nhiều. Cùng đi trượt tuyết thôi nào. Một buổi khiêu vũ đang diễn ra tại Vương quốc Arendelle thì bỗng nhiên. Elsa, em bị sao vậy? Xe cứu thương nhanh chóng đến hỗ trợ. Công chúa thấy trong người không được khỏe. Để tôi kiểm tra mạch thử. Phải mau đưa bệnh nhân tới bệnh viện thôi. Em mang nguyên liệu đến nè. Thank you. Bọc kính cho màn hình. Đặt vào trong hộp nha. Một thiết bị ở cạnh. Rồi lấy tai nghe cũ. Bỏ phần đệm tai đi.
bọc lại bằng bìa cứng. Cuối cùng nối với thiết bị. Máy khử rung tim là một thiết bị không thể thiếu ở mỗi bệnh viện. Elsa đã được đưa vào phòng bệnh. Tôi sẽ giúp cô nàng tỉnh dậy bằng chiếc máy khử rung tim này. Và phóng điện. Mạch đã xuất hiện rồi. Nhưng Elsa vẫn chưa tỉnh lại. Công chúa đang trong trạng thái ngủ sâu, nhưng vẫn còn cơ hội. Ừ, tội nghiệp cô nàng. Chúng ta sẽ giúp được cô nàng tỉnh lại mà. Vậy, cái gì cũng phải đến tay của tôi. Hú hồn. Thôi, tốt nhất là tin tưởng bác sĩ. Các cậu ơi, nhấn thích để cứu Elsa nha. Lấy một khối xốp nào. Tạo các đường nét. Rồi xếp chồng lên nhau. Tô màu nào. Đèn LED nè. Tạo thật nhiều lỗ. Dấu các bóng đèn vào trong. Trùm lên bóng đèn nha. Thêm ống ánh nè. Và lớp đậy trong suốt ở trên cùng. Là quan tài pha lê cho Elsa sao? Nàng Barbie kỳ lạ là nhân viên trong nom bảo tàng. Hey. Olaf, em đang đi tham quan hả? Dạ không, em đang tìm một chỗ thoải mái cho chị Elsa. Để chị xem ha. Wow, quan tài bằng đá. Xin lỗi nha. Còn phương án này thì sao? Hoa tuyết kìa. Hộp băng nữa. Quá chuẩn luôn nha. Em sẽ trông coi chị, bạn của em. Ủa, em không có ở đây nha. Lấy một miếng bìa cứng. Gắn màn hình lên nào. Dùng giấy mút làm ốp nha. Nhỏ keo nến lên cạnh. Dây móc nè. iPad và internet tốc độ cao. Mọi người đều đang nghĩ cách giúp công chúa. Tội nghiệp chị mình. Chúng ta sẽ giúp được cô nàng mà. Mọi người ơi, hãy bình luận cách để giúp Elsa tỉnh lại nha. Nhìn nè, đã có người trả lời rồi. Nước thánh. Hoa thần. Giày pha lê. Đây rồi. Nụ hôn của hoàng tử. Elsa có thể tỉnh lại rồi. Nhưng tìm đâu ra hoàng tử đây? Chị ơi, em sẽ tìm ra người đó. Nghĩ ra rồi. Hay tổ chức một buổi chọn người đi. Một nhân vật mới. Vẽ mắt nào. Mái tóc sáng màu. Rồi lấy số đo nha. Chuẩn bị các chi tiết. Một chiếc quần mới. Ten ten. Chiếc áo cũng đã xong rồi. Gậy phép thuật nè. Thưa quý ông bà quý bà, xin giới thiệu Jack Frost. Lalilu thông báo buổi chọn người bắt đầu. Ngồi vào chỗ nào. Ban giám khảo gồm có công chúa Anna, người bạn thích nhất công chúa Đào và Cinderella. Xin mời ứng viên đầu tiên. Xin chào, tôi sẽ chiếm được trái tim Elsa bằng trò tung hứng. Dừng lại. Trò đó không gây ấn tượng với cô nàng được đâu. Đến lượt của ta. Anh có bất ngờ gì cho chúng tôi nào? Ta có thể biến thành dơi. Phô biến. Tôi không nghĩ đây là ý hay đâu nha. Ứng viên tiếp theo đang đi xuống. Soái ca. Tôi sẽ cho Elsa trái tim băng giá của tôi. Thật cảm động. Anh xứng đáng có được cô nàng. Elsa là tình yêu đời tôi. Tôi sẽ không làm nàng thất vọng. Bỏ chiếc nắp đi nha. Giấy mút. Máy tạo lỗ. Vào việc nào. Bông tuyết nè. Nhỏ keo vào trong nha. Trang trí bằng các trụ băng. Một chiếc rương đầy châu báu. Thấy rồi. Lấy chiếc nhẫn ra nào. Thật là trang nhã. Một chiếc nhẫn hoàn hảo cho Elsa. Elsa vẫn chưa tỉnh dậy. Jack, giờ anh mới đến. Gọi cô nàng dậy đi. Em thật xinh đẹp. Tỉnh dậy đi mà. Anh không thể sống thiếu em được. Thử hôn cô nàng đi. Không hiệu nghiệm. Anh muốn cưới em làm vợ. Elsa bỗng tỉnh dậy. Hả? Anh chàng sắp đi rồi kìa. Anh yêu. Elsa, em à. Lãng mạn quá đi.
Em đồng ý. Hooray. Hiên nha ta. Mở quả cầu ra nha. Đổ đầy nào. Nhớ thêm một bất ngờ nữa. Đóng lại. Chuẩn bị giấy vụn nha. Gắn quanh quả cầu. Trang trí bằng bông tuyết. Ri băng nè. Cắt bỏ phần thừa. Treo dây trang trí lên nha. Thì nhà ta mang điều bất ngờ. Các công chúa đã sắp xếp một bữa tiệc con gái. Chào cả nhà. Elsa, mình mừng cho cậu lắm á. Mọi người, chị đến rồi. Tụi mình bắt đầu ha. Ngạc nhiên chưa? Thiên nha ta nè. Wow, đẹp quá. Bên trong là gì vậy? Bịt mắt đã nha. Chị chẳng nhìn thấy gì cả. Chị cầm chày đi. Ngay đó thôi. Đập nào. À, chắc mình phải né sang một bên thôi. Chị cầm chắc vào nha. Hooray, một cơn mưa hoa giấy. Yahoo. Em là cô em gái tuyệt nhất thế giới này á. Bữa tiệc của các cô gái diễn ra đầy vui vẻ. Mannequin đã sẵn sàng. Quấn băng dính quanh búp bê. Nhỏ keo nến ở quanh nha. Lấy chiếc áo ra nào. Cắt bỏ phần thừa. Sơn móng tay bóng. Whee, ống ánh nè. Chiếc áo vừa như in luôn. Mặc thử chiếc váy nào. Thêm tà váy dài. Chiếc váy cô dâu này sẽ chinh phục tất cả mọi người. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Cô dâu đâu rồi ta? Cô nàng trễ rồi. Nhỡ cô nàng đổi ý thì sao giờ? Anh quay lại đi. Cô nàng đây rồi. Cô dâu xinh đẹp quá. Elsa, xinh hết nấc luôn á. Mạng che mặt của chị. Đừng lo, em không làm hỏng buổi lễ đâu. Elsa, chị có đồng ý làm vợ anh chàng không? Đồng ý. Cặp đôi dễ thương quá. Hooray. Elsa, tung hoa cưới đi. Chụp nè. Đâu rồi? Em á. Thơm quá đi à. Một đám cưới tuyệt đẹp. Nguyên liệu đã được giao đến cho Lalilu. Lấy vài que gỗ. Gắn thành chiếc khung nha. Đo chiều dài nào. Nguyên liệu nè. Vừa như in luôn. Hoàn hảo. Làm một chiếc nệm. Thêm đồ trang trí. Đặt chúng ở xung quanh nha. Treo lên nữa. Chơi game trong lều là hết ý luôn á. Em mệt quá đi. Em à, tụi mình đi dạo ha. Nhưng ai sẽ trông tụi nhỏ bây giờ? Olaf, cứ tin tưởng ở em đi. Cảm ơn anh bạn nha. Bye bye. Bye. Nào hai đứa, chơi đu quay nè. Chống hết cả mặt rồi. Mũi của chú, trả lại đây. Các bạn nhỏ đang trượt trên quả cà rốt. Đừng mà, nghịch quá à. Ngồi yên đây nào. An toàn hơn á. Nhưng các bé tinh nghịch vẫn lẻn ra ngoài qua cửa sổ. Mình đóng rồi mà ta. Dừng lại. Cả con nữa. Bắt được rồi nha. Chú đọc cổ tích cho ha. Giữa mùa đông lạnh giá. À, sao bừa bộn quá vậy. May mà tụi mình đi xem phim á. Lalilu, xem có gì mới nè. Bốt mới đây. Xin ha. Và tụi mình sẽ lấy chiếc hộp này. Tô màu chiếc nắp nè. Một trang bìa cứng. Dùng lửa cẩn thận nha. Cắt bông tuyết làm đuôi. Trang trí nào. Để cuốn ảnh kỷ niệm vô. Hộp kỷ niệm nè. Chắc lúc này đã khá già. Hả? Là ai vậy? Là em nè, ông lão. Ăn cam để tăng vitamin nè. Phải dọn dẹp chỗ này thôi. Lau bụi nè. Ủa, cái gì đây? À, ngày xưa của tụi mình á. Sao buồn quá vậy? Anh nhớ vụ cái mạng che hay không? Có chứ. Vẫn hợp với em ha. Một thời tươi đẹp.
em bé, sao con lại quấy khóc vậy? Vào nôi nằm nha. Thật là đáng yêu, mình sẽ vẽ một bức chân dung. Cha, mình không phải là một họa sĩ. Lalilu, giúp mình làm một tấm insect với. Dễ thôi. Dùng một con dao nhỏ. Mài chúng. Bánh nhựa nè. Vòng ống kính. Điều chỉnh nó nha. Viết logo. Nóng lòng muốn chụp vài bức ảnh. Lalilu, tạo dáng đi nè. Cười tươi lên. Được rồi, yuhu. Cảm ơn. Đứng lên nào bé con. Hoan hô, một bức ảnh thật đẹp. Thay đổi địa điểm nào. Với con chó thì sao nhỉ? Bây giờ là với một món đồ chơi. Mình muốn một bức ảnh nhóm. Cơ thể thì chụp ảnh, còn đầu thì tạo dáng. Tuyệt vời, những bức ảnh gia đình đáng nhớ. Hãy thu dọn bức ảnh nha. Một con búp bê. Lấy một ít len nè. Tóc mái. Tết tóc nha. Vẽ quần. Buộc nó bằng một dải ri băng sọc. Trang trí với những bông tuyết. Một chiếc váy tuyệt vời. Chơi cầu trượt thôi. Ủa, không đủ chỗ rồi. Được rồi, mình chơi sao vậy? Olaf, đến lượt cậu đó. Ồ, mình bị ngã rồi. Mình là Jack. Anh chàng dễ thương này là ai vậy? Trông mình thế nào? Có vẻ tình cảm đầu tiên đang chấm nở nhỉ. Chơi cùng nhau nha. Và mình sẽ chụp ảnh. Lấy một cục đất sét. Làm một quả bóng nhỏ nha. Thêm nữa. Sơn, bắt tay vào việc nào. Mình thích cậu. Phủ một lớp móng tay trong suốt. Một chùm bóng bay. Các cô gái xếp hàng mua kẹo bông. Hello. Các em à, ai lấy trước? Em, không là em. Tại sao cậu lại muốn kẹo bông? Mình cũng thích đồ ngọt. Tóc của cậu vừa mềm vừa mỏng. Một quý ông nhỏ cố gắng chiếm được trái tim của Elsa. Mình thật sự thích Jack. Ồ, có một tín hiệu. Bóng bay cộng với Jack bằng tình yêu. Đây, cái này dành cho cậu nè. Đáng yêu quá. Mình thích cậu. Và mình cũng vậy. Hoan hô, mình hạnh phúc quá đi. Mình đang bay lên. Elsa, cậu đi đâu vậy? Mình sẽ quay trở lại ngay. Mình đang ở đâu vậy? Trong xưởng của Lalilu. Hãy phát thảo hình bóng của công chúa. May các mẫu nha. Thử đồ đi. Thêm họa tiết. Mang vớ vào nha. Giày thể thao. Mình để kiểu tóc này được không? Ok. Tuyệt, mọi thứ mình mong muốn. Nữ hoàng tuyết của mình. À, Elsa đến rồi. Cậu ấy đang nhìn chị kìa. Jack. Ồ. Mình sẽ lấy sách giáo khoa. Vào lớp nào. Ok. Mình sẽ gửi thư cho cậu ấy. Nice. Cậu ấy sẽ đồng ý hẹn hò chứ. Ồ, mình quên bút rồi. Cái gì? Cái này là của Jack mà. Lần hẹn đầu tiên. Xin chúc mừng. Thank you. Miếng xốp nè. Hãy cắt bằng dao nha. Pha màu. Gắn loa lên nha. Thêm nút. Tại người hùng của chúng ta cần bộ đàm. Jack đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò. Mình cần hoa. Đẹp như Elsa vậy.
Anna giúp chị với. Ok. Bộ đàm đã sẵn sàng. Cậu ấy đẹp trai quá. Chị đi đây. Hi. Elsa tặng cho cậu này. Nói cảm ơn vì đó hoa. Cảm ơn. Elsa, chị bắt trước à. Không có bóng bay. Cái gì? Chị không nghe thấy gì cả. Elsa, tiếng ồn phía sau là gì vậy? Ô không, cặp đôi này đã cất cánh mất rồi. Oh my god. Chuẩn bị vải nha. Viền theo mẫu. Cắt bỏ các chi tiết. Chọn màu vàng. Cố định bằng ghim. Khâu cắt cạnh. Đổ đầy bong bóng xốp nha. Và polyester. Khâu lại. Túi hạt đậu thoải mái làm sao. Jack và Elsa đang đến buổi hẹn hò. Hiu, chúng ta hạ cánh rồi. Đến chỗ ghế đệm nào. Thank you. Cậu khỏe quá đi. Thật tinh tế. Nhìn này. Wow. Cùng xem phim nha. Ồ ồ, cảnh hôn. Dừng lại, không được nhìn. Video này bị hỏng rồi. Ủa, lỗi của mình. Họ đang nắm tay. Thật đáng yêu. Ui, bánh cúp hay nè. Hãy chọn món ngon nhất nha. Cắt nó ra nào. Lấy một điểm đánh dấu. Giấy chứng nhận cho Elsa. Mình mong cậu ấy thích món quà này. Giấy chứng nhận hình bánh cupcake cho xưởng. Sẽ có một bất ngờ đây. Mình sẽ đắp mặt nạ. Ồ, cái gì thế này? Một chiếc cupcake. Ừ, giấy. Có phải giấy chứng nhận không ta? Nóng lòng muốn biết quá à. Elsa, cậu có thấy điều ngạc nhiên của mình không? Cupcake không ngon lắm. Mình có một cái khác, nhưng đừng ăn nó. Sữa. Đổ nó vào một cái nồi. Đường. Đun sôi lên nha. Đến khi dẻo lại, đổ nó vào máy xay sinh tố. Yay, được rồi. Đổ đầy vào túi zip. Cắt đầu nha. Chuẩn bị làm thôi. Trông ngọt ngào quá. Xin chào, chúng tôi đã đến hội thảo. Đây là chứng chỉ. Ok. Giờ thì sáng tạo thôi. Trang trí bánh với màu kem thôi. Aha. Tôi có thể có một chiếc tạp dề được không? Tất nhiên rồi. Thank you. Mình sẽ vẽ một bông tuyết. Như thế nào rồi? Oh my. Có, mình đồng ý. Wow, đó là cái mà tôi gọi là ngon miệng. Hiu, mình no quá đi. Mình cần phải đi bác sĩ. Xe cứu thương. Xóa khuôn mặt. Vẽ mắt. Một ít đất sét. Khuôn tóc nè. Tả màu xanh. Vẽ các mẫu. Bản sao của bố và mẹ. Jack và Elsa đã có em bé. Phép màu nhỏ. Yeah. Ô, mọi người, xin chào đằng đó nha. Olaf giúp mình. Cậu có thể trông em bé được không? Chắc chắn rồi. Thanks. Hãy vui vẻ với chú Olaf nào. Ô, con thật năng động mà. Làm người tuyết đổ mồ hôi. À, mình đã ngủ quên. Mũi của mình đâu rồi?